Đang đến với chương trình Ngã Ba Đồng Lộc 40 năm. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp tại Ngã Ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay sẽ là lễ công bố kết quả và trao giải thưởng cho những tác giả đã có những tác phẩm âm nhạc đoạt giải trong cuộc vận động sáng tác các ca khúc để tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Ngã Ba Đồng Lộc. Trong đó, 10 cô gái thanh niên xung phong là những điển hình cho trong cuộc chiến tranh vệ quốc này. Kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã thưởng thức tác phẩm Đồng Lộc Đẹp Mãi Tên Em của tác giả Dương Toàn Thiên do nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng, nghệ sĩ đờn kìm Tiến Đạt và nghệ sĩ đờn bầu Minh Phát trình tấu, biên đạo múa Phương Việt, và đặc biệt là do những diễn viên chính là những đoàn viên thanh niên của tỉnh đoàn Hà Tĩnh biểu diễn.
Vâng, thưa quý vị, đúng như tên của tác phẩm mở đầu chương trình Đồng Lộc đẹp mãi tên em, chương trình ngày hôm nay được dành để tưởng niệm tôn vinh những tấm gương đã hy sinh độc lập tự do cho đất nước cách đây gần 40 năm, ngày 24 tháng 7 năm 1968, ngay tại nơi đây, tại ngã ba Đồng Lộc thuộc tỉnh Hà Tĩnh, 10 cô gái thanh niên xung phong tuổi trăng tròn đã hy sinh anh dũng trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo thông đường cho các chuyến xe, đã giữ vững tuyến đường huyết mạch quan trọng nhất chi viện cho chiến trường miền Nam. Vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh vệ quốc, các cô đã lấy tính mạng mình viết nên một trang sử oanh liệt trong lịch sử oai hùng của dân tộc ta. Tấm gương anh dũng của các cô đáng được tất cả chúng ta tôn vinh, học hỏi và làm theo trong chiến tranh cũng như hôm nay trong hòa bình để chống lại đói nghèo, lạc hậu. Và thưa quý vị, nhằm khắc ghi bài học lịch sử ấy, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát động một cuộc vận động sáng tác âm nhạc với chủ đề 10 bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc kéo dài suốt một năm qua và đã nhận được sự hưởng ứng từ những tâm hồn đồng điệu. Trong chương trình hôm nay, vì thời lượng có hạn, chúng tôi chỉ giới thiệu với quý vị 8 tác phẩm đoạt giải và 2 ca khúc hưởng ứng cuộc vận động, đồng thời trao giải thưởng tại đây cho những tác phẩm và tác giả đoạt giải nhất, nhì, ba. Thưa quý vị, nhưng trước hết cho phép chúng tôi xin được giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu. Về phía Trung ương, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch. Ông Trần Hồng Hà, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trung tướng Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục 5 Bộ Công an. Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Về phía đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phan Xuân Biên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Tử Văn, Phó Tổng biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh. Anh hùng lao động thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng. Về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Đinh Xuân Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Ông Lê Văn Chất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng các cán bộ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng đặc biệt giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khán giả, rất đông là những người dân địa phương ở đây và những khán giả từ những nơi khác đã không quản ngại đường xá xa xôi để đến đây tham dự chương trình này. Cùng toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Hà Tĩnh. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay để chào mừng sự có mặt của tất cả mọi người có mặt tại ngã ba Đồng Lộc hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Tử Văn, Phó Tổng biên tập báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt ban tổ chức và hội đồng giám khảo sẽ phát biểu tổng kết và công bố kết quả cuộc vận động sáng tác 10 bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Trung ương và Hà Tĩnh, kính thưa các vị quan khách, thưa các bạn văn nghệ sĩ, kính thưa bà con Hà Tĩnh quý mến, ngày 24 tháng 7 năm 68, tại ngã ba Đồng Lộc này, 10 cô gái thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ thông đường cho những đoàn quân ngày đêm ra tiền tuyến. Hướng tới kỷ niệm 40 năm sự kiện lịch sử ngã ba Đồng Lộc, ngày 27 tháng 7 năm 2007, báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức phát động cuộc thi sáng tác ca khúc về 10 bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc.
để phục vụ cho việc chuyển tải các ca khúc dự thi đến với đông đảo bạn đọc. Báo điện tử Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập một trang web và trong gần một năm đã có gần 200.000 lượt truy cập trang web này. Tháng 9 năm 2007, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại ngã ba Đồng Lộc cho 10 nhạc sĩ tên tuổi, và chuyến đi này đã gặt hái kết quả rất tốt. Các nhạc sĩ đều đã có tác phẩm dự thi hoặc hưởng ứng. Đã có gần 80 ca khúc từ khắp nơi trên cả nước gửi về dự thi. Trong đó có 63 bài hội đủ các điều kiện tham gia cuộc thi. Các tác giả thể hiện các ca khúc bằng nhiều thể loại, nhiều phong cách rất phong phú, đa dạng, từ hành khúc, nhạc trữ tình, ngợi ca đến nhạc thiếu nhi, và đặc biệt là có cả bài hát mang phong cách nhạc trẻ. Nhiều tác giả đã gửi ca khúc phổ thơ về tham dự. Riêng bài thơ Cúc ơi của nhà thơ Yến Thanh có 5 tác giả cùng viết thành ca khúc. Đặc biệt, nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh đã gửi dự thi đến 10 ca khúc. Cuộc thi mở ra với tiêu chí công khai và mở rộng. Tất cả các bài hát ấy đều đạt yêu cầu và được đăng tải lên trang web để mọi người có thể nghe và bình chọn. Song song với cuộc thi viết ca khúc chính thức là cuộc thi viết cảm nhận sự kiện và cảm nhận ca khúc và bình chọn ca khúc dự thi được yêu thích nhất. Đông đảo bạn đọc đã tham gia vào hai hoạt động này, tạo cho cuộc thi vừa có chiều sâu lại thêm bề rộng. Trong số rất nhiều bài hát hay gửi đến dự thi, ban giám khảo đã chọn ra 11 ca khúc để trao giải chính thức như sau. Giải nhất, ca khúc Tình yêu của mẹ của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, nhà thơ Hồng Ánh. Giải nhì, ca khúc Lẽ nào quên em của nhạc sĩ Quốc Nam, phổ thơ Phạm Tuyến Duật. Giải nhì, ca khúc Cúc ơi của nhạc sĩ Bùi Hằng Ri, phổ thơ Yến Thanh. Giải ba, ca khúc Ngã ba Đồng Lộc của nhạc sĩ Phương Tài, phổ thơ Xuân Mai. Giải ba, ca khúc Em ở nơi mô của nhạc sĩ Võ Công Viên, phổ thơ Yến Thanh. Giải ba, ca khúc Tôi vẫn tìm em, cô gái sông La của nhạc sĩ Trần Danh Viện. Về giải khuyến khích, có 5 giải. Ca khúc Đồng Lộc đẹp bãi tên em của nhạc sĩ Dương Toàn Thiên. Ca khúc Tượng đài Đồng Lộc của nhạc sĩ Phan Long. Ca khúc Hồn Thiên 10 trái tim hồng của nhạc sĩ Đào Văn Sử. Ca khúc Gọi các em về của nhạc sĩ Thập Nhất, thơ của Phan Thị Ngọc Tươi. Ca khúc 10 bông hoa trinh liệt của nhạc sĩ Quỳnh Hợp, phổ thơ Bùi Mạnh Hảo. 11 giải thưởng được trao cho các tác giả tham gia cuộc thi viết cảm nhận sự kiện và cảm nhận ca khúc. Riêng cuộc bình chọn ca khúc dự thi được yêu thích nhất được ban tổ chức trao 6 giải và không có giải khuyến khích. Cuộc thi sáng tác ca khúc về 10 bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc đã thành công tốt đẹp, và những ca khúc đoạt giải là những lời ngợi ca tưởng nhớ hay nhất dành cho 10 bông hoa trinh liệt ngã ba Đồng Lộc. Là đơn vị tổ chức cuộc thi, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được làm cầu nối tri ân những anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh thân mình vì tổ quốc, vinh dự được đóng góp sức mình vào việc giữ gìn và khẳng định sức sống mãnh liệt của ca khúc cách mạng Việt Nam. Xung phong đã anh dũng hy sinh thân mình vì tổ quốc, vinh dự được đóng góp sức mình vào việc giữ gìn và khẳng định sức sống mãnh liệt của ca khúc cách mạng Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh là những đơn vị đã nhiệt tình hỗ trợ về chuyên môn cho cuộc thi. Chân thành cảm ơn ban lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp giúp đỡ cho những đợt đi thực tế sáng tác và tuyên truyền rộng rãi để cuộc thi đến với đông đảo công chúng cả nước. Chúng tôi cũng xin được nói lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, các ca sĩ, nhạc sĩ và đặc biệt là những tác giả đã gửi bài dự thi. Mặc dù đã có nhiều tác phẩm không đoạt giải, nhưng những ca khúc
và bài viết đó đã truyền cảm, sức sống cho cuộc thi lan tỏa rộng khắp và kết tinh trong đêm nhạc hoành tráng được tổ chức ngay tại địa danh Đồng Lộc huyền thoại này. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả và kính chúc quý vị một đêm tốt đẹp. Chúng tôi xin cảm ơn nhà văn Trần Tử Văn. Còn bây giờ chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sẽ có đôi lời ngỏ cùng chúng ta. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý khán giả, trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại, tên Tổ quốc thân yêu, biết bao chiến công oanh liệt, bao địa danh, tên đất, tên người đã đi vào huyền thoại, viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc. Ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh là một trong những địa danh nổi tiếng đó. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngã ba Đồng Lộc là yết hầu của huyết mạch giao thông Bắc Nam, đã trở thành điểm quyết chiến, cuộc đọ sức quyết liệt giữa một bên là âm mưu của đế quốc Mỹ bằng không lực và bom đạn hằn cắt đứt mạch máu giao thông, chặn đứng sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam, và một bên là tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí cuột cường, tinh thần chiến đấu hy sinh, trí tuệ thông minh của con người Việt Nam, của thế hệ trẻ Việt Nam, của người phụ nữ Việt Nam. Nơi đây đã vang lên khẩu hiệu sống anh dũng bám đường, chết kiên cường dũng cảm, xe chưa qua nhà không tiếc, kiên quyết giữ vững mạch máu giao thông cho những chuyến xe, những đoàn quân ra trận. Nơi đây hàng trăm hàng ngàn người con thân yêu đã ngã xuống, trong đó có sự hy sinh vô cùng cảm động của 10 cô gái thanh niên xung phong. Họ đã ra đi cùng một giây phút khi tuổi đời còn 18, đôi mươi và hóa thành bất tử. Đồng Lộc đã trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, biểu tượng tuyệt vời của chiến tranh nhân dân, là địa chỉ đỏ có sức thu hút đến kỳ lạ trong đời sống tâm linh của người dân Hà Tĩnh và đồng bào cả nước, là nguồn cảm hứng mãnh liệt của sáng tạo nghệ thuật. Đất nước thống nhất, Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã xây dựng ngã ba Đồng Lộc thành khu tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, giáo dục truyền thống cho tuổi trẻ và thế hệ mai sau. Ngã ba Đồng Lộc đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, của nhân dân trong nước và du khách quốc tế. Thành phố Hồ Chí Minh đã từng quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ nhiều mặt với tỉnh Hà Tĩnh nói chung, với Đồng Lộc nói riêng. Và hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Đồng Lộc, cách đây một năm, báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Nhạc sĩ thành phố đã phát động sáng tác ca khúc Về ngã ba Đồng Lộc. Cuộc thi đã được hưởng ứng rầm rộ, có nhiều tác phẩm hay. Hôm nay, các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, báo Công an, Hội Nhạc sĩ, Đài Truyền hình và Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt đường xá xa xôi cách trở ra tận ngã ba lịch sử này, bên khu mộ 10 cô thanh niên xung phong, tổ chức đêm nhạc và trao giải cuộc thi. Đây là nén tâm nhang thiêng tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã nằm xuống trên mảnh đất này, là món quà vô giá mà thành phố dành cho Đồng Lộc, cho quê hương Hà Tĩnh. Tới các đồng chí lãnh đạo thành phố, báo Công an, Hội Nhạc sĩ, Đài Truyền hình, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, các nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc công, kỹ thuật viên và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho Đồng Lộc, cho Hà Tĩnh những tình cảm sâu sắc quý giá này. Nhân dịp này, xin được chân thành cảm ơn những tấm lòng của đồng bào cả nước đã dành cho Đồng Lộc trong những năm qua. Xin kính chúc sức khỏe các vị khách quý, quý vị đại biểu, quý khán giả đang hướng về Đồng Lộc hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn ông Hà Văn Thạch và xin mời ông nán lại trên sân khấu ạ.
Xin ông lắng lại trên sân khấu một chút. Thưa quý vị, ngày hôm nay cũng có một bất ngờ thú vị chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là thầy thuốc nhân dân anh hùng lao động bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng đến tham dự chương trình này và cũng có ý muốn đóng góp chia sẻ với những nạn nhân chất độc da cam của tỉnh Hà Tĩnh. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác sĩ Ngọc Phượng sẽ lên sân khấu để thay mặt cho Hội nạn nhân chất độc da cam Việt Nam sẽ trao tặng cho Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hà Tĩnh món quà đầy tình nghĩa này. Và ông Hà Văn Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ đón nhận món quà này. Vâng, số tiền này sẽ được trích từ quỹ từ thiện, được quyên góp qua chương trình Xuân cho những mảnh đời bất hạnh do Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hồi tháng 12 năm 2007 tại thành phố Hồ Chí Minh. Luôn hướng về Hà Tĩnh. Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Phượng và xin cảm ơn ông Hà Văn Thạch. Kính thưa quý vị, gần 40 năm trước, 10 cô gái thanh niên xung phong đã đưa địa danh Ngã Ba Đồng Lộc thành huyền thoại. Và hôm nay, ngay tại nơi đây, chúng ta lại nghĩ về sự tàn nhẫn của chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của những người con gái trẻ trung, tâm hồn đơn sơ, chỉ mong ước duy nhất được đi học, đi chăn trâu, được làm ruộng như bao cô gái khác. Vậy mà họ đã phải hy sinh thân mình cho độc lập tự do của đất nước. Những hành động anh hùng của các cô sẽ được thuật lại bằng tác phẩm Ngã Ba Đồng Lộc, sáng tác của Phương Tài, phổ thơ Xuân Mai. Ca khúc đoạt giải ba cuộc vận động sáng tác sẽ được trình bày sau đây với giọng ca của Hoài Phương như một hoài niệm về địa danh linh thiêng này. Mưa bom làn môi em cháy bỏng.
ngày thống nhất Việt Nam ơi, toàn tháng tôi đi tìm em dưới bóng hoa cờ, tìm em tôi về bên sông chờ, nỗi đau thương trong ngày vui thắng lợi, dòng sông La vẫn ngày đêm chờ đợi. Tôi vẫn tìm em suốt bao nhiêu năm xa cách vời vợi. Tôi vẫn tìm em cô gái sông La gợi nhớ gợi thương. Tôi lại về đây tương lai cao Đồng Lộc cùng 10 bạn em tôi, mãi mãi tuổi trăng tròn vẫn môi hồng tha thiết yêu thương, vẫn tóc dài theo gió vẫn vương. Về đây hỡi con sông La trong xanh thầm lặng, tôi đã về đây hỡi bên sông La gợi nhớ gợi thương. Tôi đã về đây bên sông cầu Thọ Tường để tìm lại em tôi, để tìm lại bóng hình của những chiều tắm mát sông quê, của những chiều phơi mảnh trải chân đi. Tôi lớn lên bên dòng sông vắng lặng, em cùng lớn lên bên dòng nước mênh mang. Thời gian trôi theo màu tím mùa hoa xoan rụng, môi em thắm tóc em dài vươn theo gió. Rồi chiến tranh tuổi em lên 17, em lên đường xông ra chiến trường. Lần giao quân tôi vượt núi băng rừng, tìm gặp em tôi nơi ngã ba Đồng Lộc, giữa ngàn mưa bom làn môi em cháy bỏng. Ngày thống nhất Việt Nam ơi, toàn tháng tôi đi tìm em dưới bóng hoa cờ, tìm em tôi về bên sông chờ, nỗi đau thương trong ngày vui thắng lợi, dòng sông La vẫn ngày đêm chờ đợi. Tôi vẫn tìm em suốt bao nhiêu năm xa cách vời vợi. Tôi vẫn tìm em cô gái sông La gợi nhớ gợi thương. Tôi lại về đây tương lai cao Đồng Lộc cùng 10 bạn em tôi, mãi mãi tuổi trăng tròn vẫn môi hồng tha thiết yêu thương, vẫn tóc dài theo gió. Xin cảm ơn ca sĩ Quang Linh. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã được thưởng thức 2 ca khúc đã đoạt giải của cuộc vận động sáng tác. Bây giờ thì Quỳnh Giang xin được kính mời nhạc sĩ Trần Danh Viện, tác giả cho nhạc sĩ Trần Danh Viện, và ông Lê Văn Chấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sẽ lên trao bằng khen cho nhạc sĩ Trần Danh Viện đã đạt được giải ba. Xin trân trọng kính mời các vị. Thank you.
chúng tôi xin kính mời nhạc sĩ Quốc Nam lên nhận giải nhì với tác phẩm Lẽ Nào Quên Em. Chúng tôi xin kính mời nhạc sĩ Quốc Nam. Thưa quý vị, nhạc sĩ Quốc Nam hiện nay đang là trưởng đoàn ca múa nhạc Hà Tĩnh. Và với ca khúc Lẽ Nào Quên Em, với phần biểu diễn của ca sĩ Thùy Dương vừa rồi đã đạt được giải nhì. Thưa quý vị, có thể nói rằng tấm gương hy sinh của các cô đã khơi nguồn cảm hứng vô tận cho những người làm công tác nghệ thuật. Ca khúc viết về 10 bông hoa ngã ba Đồng Lộc thì có 10 ca khúc đã đoạt giải. Xin cảm ơn ông Trần Tử Văn. Vâng, rất nhiều bó hoa dành cho nhạc sĩ Quốc Nam. Xin cảm ơn ông Lê Văn Chất. Và xin chúc mừng nhạc sĩ Quốc Nam đã đạt được giải nhì. Ngày 24 tháng 7 năm 1968, Hồ Thị Cúc, tiểu đội phó thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc, trong lúc vừa đang thêu một tấm khăn, vừa nấu bữa cơm chiều thì nghe còi báo động. Cô vứt bỏ tất cả để chạy ra hiệp đồng chiến đấu với đồng đội. Vừa tất tưởi đến nơi, một hố bom đang được chính đồng đội khẩn trương lấp lại sau đợt bom thứ nhất, thì đợt bom tiếp theo rơi xuống đúng vào hố bom trước, chôn vùi cả chính cô gái. Còn Hồ Thị Cúc thì bị hất văng vào sườn núi. Đất đá từ vách núi ào ạt đổ xuống, vùi lấp cả thân người Cúc. Cô tuyệt vọng cào cấu đất đá mong tìm đường sống, nhưng cô không thể. Người ta tìm thấy cô trong tư thế hai tay vẫn đang cố bám víu lấy cuộc sống mong manh. Những người đi tìm cô thậm chí không dám cuốc mạnh vào đống gạch đá vì sợ làm tổn thương cô nếu cô còn sống, hay phạm phải thi thể cô, sợ cô đau thêm lần nữa nếu cô đã hy sinh. Chính bát cơm cúng, một bát để úp chờ đợi vì chưa tìm được o cúc. Hình ảnh thương tâm ấy đã làm mọi tâm hồn đồng cảm phải nghẹn ngào, nên nhà thơ Yến Thanh đã bất tử hóa những tiếng nức nở ấy trong bài thơ Cúc ơi, một tiếng gọi thản thốt, tuyệt vọng, đau như xé lòng, xé gan mọi người. Và thưa quý vị, những cảm xúc ấy đã được đến năm nhạc sĩ chia sẻ để gửi về ban vận động sáng tác năm tác phẩm âm nhạc hết sức cảm động. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với sáng tác của nhạc sĩ Võ Công Diên, phổ thơ Yến Thanh, ca khúc Em ở nơi mô qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. No!
còn anh không cần biết, chỉ sợ em đau, chỉ sợ em đau lên cuốc trùng tay. Về với con nắng tầm sông ngàn phố, ăn bưởi sơn băng cắt cỏ chăn trâu, bài toán hôm qua em còn chưa thua, gối con theo giờ chiều chưa ăn, gối con theo giờ cơm chiều chưa ăn. Cũng ơi em mơ nơi mô, ở mô em hơi, em hơi ở mô. Đã mấy bữa ni bới tìm vạt cuốc, đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần biết, chỉ sợ em đau nên cuộc chung tay. Em ở nơi mô, em ở nơi mô, tiêu đôi đã vẽ dẹp hàng ngang một, em ở nơi mô. Chín bạn quấy quân đủ hết em ơi, cũng ơi em mơ nơi mô, năm ấy mưa đi mời tìm vạt cuốc, đất sâu bao nhiêu bọn anh không cần biết, chỉ sợ em đau, chỉ sợ em chung tay. Về với bọn anh tầm sông ngàn phố, ăn bưởi sơn băng cắt cỏ chăn trâu, bài toán hôm qua em còn chưa thuộc, gối con theo giờ cơm chiều chưa ăn, gối con theo giờ cơm chiều chưa ăn. Cũng kính thưa quý vị, tác phẩm quý vị vừa thưởng thức là sáng tác của Võ Công Duyên, một người con đất Quảng Trị đã đoạt giải ba cuộc vận động sáng tác. Rất tiếc vì công việc bận rộn tại thành phố Hồ Chí Minh nên hôm nay chị đã trôi qua tại đây trong đạn bom ác liệt. Chị thân thương đến mức trở thành như người con nuôi của Hà Tĩnh. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng Quỳnh Giang trò chuyện với một người con của Hà Tĩnh, ông Nguyễn Xuân Lam, hiện là Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết anh là quê ở Hà Tĩnh nhưng mà hiện nay thì anh đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh phải không ạ? Vâng, đúng. Thế anh xa quê hương đã bao lâu rồi ạ? Tôi xa quê hương đã 39 năm. 39 năm 39 năm. Thế anh có thường xuyên về thăm quê không? Trước đây tôi là người lính, những năm tháng ở hải đảo biên giới không có dịp về. Sau này khi tôi chuyển ngành, bây giờ tôi là một cựu chiến binh, tôi đã rất có nhiều thời gian để suy nghĩ và trở về quê hương. Vậy thì không biết mỗi lần mà về thăm quê như vậy thì cái tình cảm của anh dành cho quê mình như thế nào? Tình cảm đối với quê hương thật khó tả. Mỗi lần về nó là một cảm xúc, một cái kỷ niệm dâng trào, làm cho tôi về một lần
thì lại muốn về 2 lần, 3 lần và rất nhiều lần trong một năm. Có dịp nào có thuận lợi là tôi lại trở về quê hương, Là một người con của quê hương thì chắc hẳn là lúc nào mình cũng luôn đau đớn nhớ về quê mình, đúng không anh? Đúng. Và mình cũng luôn có những cái trăn trở về quê. Thế hỏi thật anh là trong thời gian vừa qua thì anh đã có những cái đóng góp gì cho quê hương của mình không? Thực mà nói trong thời gian qua thì bản thân tôi, từ khi suy nghĩ tôi cũng luôn luôn muốn đóng góp cho quê hương. Và bản thân tôi cũng đã làm được số việc cho quê hương, cho gia đình. Tuy vậy chưa phải nhiều lắm. Tôi nghĩ là một cái những nhiều công việc nhỏ bé, đóng góp nhỏ bé trong cái tổng thể của Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu chuyện cụ thể mà Hội đồng Hương cũng như cá nhân tôi đã tốn nhiều thời gian, công sức, đó là tổ chức ra đêm nhạc, là nhà tổ chức, là nhà tài trợ chính đêm nhạc Thiên Thần ngày 3 tháng 10 năm 2006 tại nhà hát Lương thành phố Hồ Chí Minh. Một câu chuyện cụ thể mà ngày hôm nay tại đây, tại địa danh ngã ba Đồng Lộc, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh với là nhà tổ tài trợ chính cho chương trình. Thay mặt cho Hội đồng Hương Hà Tĩnh thành phố Hồ Chí Minh, trước hết tôi xin cảm ơn báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Hội nhạc sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và các ban ngành đã cùng với Hội đồng Hương để làm nên cái sự kiện. Đây là món quà của những người con xa quê gửi tặng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, đặc biệt là 10 nữ thanh anh hùng thanh niên xung phong ngã ba Đồng Lộc của tiểu đội chỉ võ Thị Tần. Và đúng là anh Lâm biết không, khi mà Quỳnh Giang tới Hà Tĩnh lần đầu tiên Quỳnh Giang đến đây đó, Quỳnh Giang thấy là rõ ràng Hà Tĩnh rất là đẹp, mặc dù là biết là cái mảnh đất này rất là khô cằn nắng gió, nhưng mà không ngờ là phong cảnh quá đẹp. Anh thấy như hôm nay mình ngồi ở đây, phong cảnh đẹp vô cùng. Thế thì không biết là trong tương lai thì với những cái trăn trở của một người con của quê hương mình như vậy, anh và Hội đồng Hương Hà Tĩnh có mong muốn làm một cái dự định nào đó cho quê hương không ạ? Ngã ba Đồng Lộc cũng như những địa danh khác của Hà Tĩnh làm nơi mà mảnh đất được mệnh danh là địa linh nhân kiệt, là những người con Hà Tĩnh xa quê, cũng như là trăn trở Hội đồng Hương, cái mong muốn có một cái quy hoạch chi tiết của ngã ba Đồng Lộc. Quy hoạch chi tiết sẽ được đóng góp ý kiến của đồng bào khắp cả nước, của trong nước ngoài nước, và được thể hiện bằng sự đóng góp đó mà tại Hà Tĩnh, tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi có những sự đóng góp thì các cơ quan chức năng sẽ chọn ra phương án tốt nhất, được nhiều đồng bào ủng hộ nhất. Và quy hoạch chi tiết của toàn bộ khu ngã ba Đồng Lộc sẽ là một câu chuyện lâu dài, đưa ngã ba Đồng Lộc đúng như địa danh lịch sử mà nhà nước đã công nhận. Mong muốn của ngã ba Đồng Lộc, đối với ngã ba Đồng Lộc của những người con xa quê, mong muốn được kêu gọi bà con Hà Tĩnh, bà con yêu quý quê hương Hà Tĩnh, hãy giúp sức chung tay làm cho Đồng Lộc đẹp hơn, yêu mến hơn và xứng đáng với những cái tình cảm mà quý vị đã dành cho địa danh ngã ba Đồng Lộc ngày hôm nay. Và Quỳnh Giang nghĩ rằng chắc là với cái sự quyết tâm của mình, còn với những cái tình cảm hết lòng hết sức như vậy của những người con xa quê như anh và của mọi người, thì chắc chắn là những cái mong muốn của anh sẽ được thực hiện thôi ạ. Dạ, cảm ơn anh về cuộc trao đổi này. Quý vị và các bạn thân mến, Quỳnh Giang mong rằng không chỉ có những người con của Hà Tĩnh nói riêng, mà chúng ta, những người con trên khắp mọi miền đất nước, hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng Hà Tĩnh và ngã ba Đồng Lộc sẽ từng ngày phát triển cùng với các thành phố khác trên đất nước mình. Xuân về mang dịu tình quê, cơn mưa xuân về gõ nhịp lòng ta nhớ. 40 năm rồi cát bụi
rồi thời gian không thể che mờ quá khứ rạng rỡ. Có mười bông hoa chung quê hương, chung một con đường, chung phút giây về với lòng đất ấm, chung tấm gương vàng để ngàn đời sau nhớ. Máu xương bao đời dòng nòi Việt Nam cao quý. Này còn ghi nhớ mãi đây gió sông la kia mây núi hồng chim bay trên đồng thơ xuân trong lòng xin dâng cho người tận cùng với nước. Hãy hát câu gì của ta với những người mở ra giữ thế kỷ này. Hà Tĩnh ta ơi, mát dịu tình quê, cơn mưa xuân về gõ nhịp lòng ta nhớ. 40 năm rồi cát bụi thời gian không thể che mờ quá khứ rạng rỡ. Có 10 bông hoa chung quê hương, chung một con đường, chung phút giây về với lòng đất ấm, chung tấm gương vàng để ngàn đời sau nhớ. Máu xương bao đời dòng nòi Việt Nam cao quý vô cùng. Những tấm bia mộ còn đây, đất nước này còn ghi nhớ mãi đây gió sông la kia mây núi hồng chim bay trên đồng thơ xuân trong lòng dâng cho người tận trung với nước. Hãy hát câu gì của ta với những người mơ xa quá khứ. Quá khứ tương lai hôm nay sang ngời cho ta con đường quê hương thần thoại giữa thế kỷ này. Hà Tĩnh ta ơi, ngày hòa bình anh có về thăm em không hay chỉ còn lại một chút hoài niệm. Những tâm sự ấy sẽ được gói ghém trong hai tác phẩm Lẽ Nào Quên Em, nhạc Quốc Nam, phổ thơ Phạm Tiến Duật qua giọng ca của ca sĩ Thùy Dương, và ca khúc Tôi Vẫn Tìm Em, cô gái sông La, nhạc Trần Danh Viện qua phần biểu diễn của ca sĩ Quang Linh. Lẽ nào anh lại quên em, một cô gái chưa lần tròn mặt. Đại đội thanh niên đi lập hố bom trong đêm, hình như áo em trắng nhất. Bởi vì thế đêm răng mặn ngăn tay nhìn đưa đón. Có lẽ nào anh lại quên em, anh đã đi rất nhiều
lẽ nào anh lại quên em. Một cô gái chưa lần trò mặt, đại đội thanh niên đi lập hố bom trong đêm, hình như áo em trắng nhất. Bởi vì thế có em đứng gần, em ở thắt kim chiếu ăn là thắt nhọn, đêm răng mặn ngăn cài nhìn đường đón. Có lẽ nào anh lại quên em, anh đã đi rất nhiều rất nhiều những công trình tình yêu mới mẻ, đất rất hồng tươi và người rất trẻ. Sông La gợi nhớ gợi thương, tôi đã về đây bên sông cầu Thọ Tường để tìm lại em tôi, để tìm lại bóng hình của những chiều tắm mát sông quê, của những chiều phơi mảnh trải chân đê. Dòng sông vắng lặng, em cùng lớn lên bên dòng nước mênh mang. Thời gian trôi theo màu tím mùa hoa xoan rụng, để môi em thắm tóc em dài. 10 bông hoa một con đường của Trần Long Ẩn, một sáng tác hưởng ứng cuộc vận động sáng tác mà như tác giả, một nhạc sĩ từng đấu tranh tại miền Nam trong phong trào sinh viên học sinh, tâm sự là những cảm xúc trào dâng từ đáy lòng ông khi ông trực tiếp đến bên mộ của các cô. Như chúng tôi đã giới thiệu trước đây, bài thơ Cúc ơi của nhà thơ Yến Thanh đã tạo ra sự đồng cảm rất lớn ở người mộ điệu. Năm nhạc sĩ đã gửi tác phẩm đến ban vận động. Hồi nãy chúng ta đã nghe nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền hát rất da diết tác phẩm của Võ Công Diên với phong cách dân tộc. Lát nữa đây là một ca khúc Cúc ơi khác, như một lời tự sự của tác giả gửi đến chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang diễn ra ngay tại tượng đài Ngã Ba Đồng Lộc. Nơi đây trước kia là giao lộ yết hầu của đường Trường Sơn, nơi mà đã có rất nhiều những chiến sĩ, trong đó có các chiến sĩ thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng. Và chương trình ngày hôm nay được tổ chức cũng là một hoạt động để hướng đến kỷ niệm 50 năm đường Trường Sơn, kỷ niệm 58 năm ngày thành lập truyền thống lực lượng thanh niên xung phong và 40 năm chiến thắng Ngã Ba Đồng Lộc. Ngã Ba Đồng Lộc cũng là một địa danh, là niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam, với những ý nghĩa lịch sử thiêng liêng cao quý, mang ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ tương lai. Và sau đây xin mời quý vị hãy cùng đến với tác phẩm Cúc ơi với phần biểu diễn của ca sĩ Đông Quân. Và tác giả của ca khúc này cũng chính là một người chiến sĩ đã từng chiến đấu ngay tại Ngã Ba Đồng Lộc này và chiến đấu ngay tại chiến trường Trường Sơn. Thank you.
đội xếp hàng ngang, không thấy em về cũng ơi, chín bạn đã quay quần, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt khói lửa, Đồng Lộc sáng xưa cánh chim lìa bay. Cúc ơi, em nằm nơi nào? Lòng đất sâu thì lạnh lắm, mà áo em lại hồng. Da em xanh và mái tóc còn xanh. Về với anh, Cúc ơi, về đi thôi ơi, Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn cuối còn thêu giờ. Đồng đội đang chờ em, đùa gặp mà cơm úp. Đồng đội khóc tên em, cạn khô ma dòng lệ. Không thấy em về cũng ơi, chín bạn đã quay quân, chỉ còn thiếu mình em thôi. Em nằm nơi mô mịt mùng khói lửa, Đồng Lộc sáng xưa cánh chim lìa bay. Cúc ơi, em nằm nơi nào? Lòng đất sâu thì lạnh lắm, mà áo em lại mỏng. Da em xanh và mái tóc còn xanh. Về với anh, Cúc ơi, về đi thôi ơi, Cúc ơi. Về tắm dòng sông trong ngàn phố, về ăn trái quýt đỏ sơn băng, cơm chiều chưa ăn cuối còn thêu giờ. Đồng đội đang chờ em, đùa gắm mà cơm úp. Đồng đội khóc tên em, cạn khô ma dòng lệ. Ở đâu em ơi, về thôi Cúc ơi. Xin cảm ơn ca sĩ Đông Quân. Và thưa xin kính mời ông Bùi Hoàng Ri ạ. Kính thưa quý vị, người vừa ôm hôn thấm thiết ca sĩ Đông Quân đó chính là tác giả của bài Cúc ơi vừa rồi. Đó là đây là nhạc sĩ Bùi Henry mà Quỳnh Giang giới thiệu, cũng là một chiến sĩ đã từng chiến đấu ngay tại nơi đây và chiến trường Trường Sơn. Dạ thưa ông, Quỳnh Giang cũng như khán giả ở đây cũng rất là thắc mắc, không biết tại sao ông lại có tên là Bùi Henry ạ. Dạ không biết có phải lấy họ tên họ mẹ ghép lại hay là sao ạ? Kính thưa các vị khách trung ương, các vị thầy của tỉnh, thưa bà con cô bác vô cùng thân thương của đất Nghệ Hà Tĩnh anh hùng, tôi người lính khu 3 như là con rể của khu 4. Tôi có cái tên bà con nghe nó cũng là lạ, bởi vì ông bố tôi thời còn trai trẻ thì cụ cũng đi nấu ăn trên một cái tàu buôn. Thì có một cái người bạn
Mà cái phong tục của cái dân Tây ấy là người ta có lấy tên bạn của mình đặt tên cho con mình. Cho nên là thầy tôi đặt tên tôi là Bùi Hungry là như vậy á. Dạ. Vậy mà Quỳnh Giang cứ tưởng đâu chắc là ba mẹ là một trong hai người là người nước ngoài à, mới có tên Bùi Henry. Dạ. Vâng, thưa nhạc sĩ Bùi Hungry, thì cái bài hát Cúc ơi vừa rồi là một cái cảm xúc mà chúng tôi nghĩ là hết sức chân thành. Nó phát xuất từ những cái rung động ở trong lòng của ông. Ông có thể cho tất cả khán giả biết trong hoàn cảnh nào và lý do nào thôi thúc ông đã sáng tác phổ cái bài thơ của Yến Thanh đó thành một cái nhạc phẩm như thế. Vâng. 40 năm trước đây tôi là một chiến sĩ của binh trạm vận tải quân sự 14 thuộc Bộ Tư lệnh 500 đóng quân ở trên đất Hương Đô, Hương Khê. Ngày đó tôi là chiến sĩ giao liên, chuyên môn đưa quân về chiến trường và đón thương bệnh binh ra ngoài hậu phương. Hôm 24 tháng 7 thì tôi có dịp đi với thủ trưởng của mình công tác tại Hương Đô, tức là chỗ Bộ Tư lệnh. Chiều hôm đó thì chúng tôi có được tin là máy bay đánh vào ngã ba Đồng Lộc và có 10 liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh. Bộ đội vận tải chúng tôi với thanh niên xung phong tuy hai đơn vị nhưng mà là một. Bởi vì bộ đội vận tải là phải đi bằng xe, là phải lái xe. Mà có xe có đi được thì phải có đường, mà đường là do thanh niên xung phong làm. Những cái ký ức của chiến tranh ấy, sau này tôi là một chiến sĩ văn nghệ xung kích của các binh trạm vận tải, đã từng đi biểu diễn suốt các cái tỉnh của dọc khu 4 này, từ ở ngoài Chuông Bồn vào Đồng Lộc, vào Khe Dinh, Khe Tang, Phả Xuân Sơn, rồi Phả Long Đại, sau đó lên đường 20, đường Quyết Thắng, đường 10, đường 16 trong đường Hoành Hồ Chí Minh. Những ký ức của chiến tranh thì không bao giờ phai tàn. Năm 2006 tôi có dịp trở lại Đồng Lộc, rất cảm động. Thế và sau đó tôi có được ban quản lý, tức là cho cái quyển Ngã ba Đồng Lộc, Ngã ba Anh Hùng. Khi về tôi có đọc những trang về tiểu sử của 10 cô thanh niên xung phong. Tôi đọc đến chỗ chị Hồ Thị Cúc là có hoàn cảnh gian khổ nhất, khổ nhất. Và thế là tôi xúc cảm với những lời thơ xúc động của anh Yến Thanh mà tôi viết nên ca khúc Cúc ơi, với chất liệu dân ca Nghệ Tĩnh. Bởi vì dân ca Nghệ Tĩnh là thứ dân ca đặc biệt sâu nặng và rất nghĩa tình. Hôm nay tại mảnh đất Đồng Lộc 40 năm xưa, tôi đã từng đi qua đây nhiều lần, đã từng vượt qua những hố bom thủ nhiều lần. Cho tôi xin được cảm ơn ban tổ chức, xin được cảm ơn các nhà làm chương trình đã tạo điều kiện cho một tác phẩm của tôi được thăng hoa. Và một lần nữa tôi thì xin chân thành cảm ơn bà con cô bác của quê hương Hà Tĩnh Anh Hùng, nơi đã cứu mang bộ đội chúng tôi để chúng tôi đưa được hàng ra chiến trường đánh thắng giặc Mỹ. Và cũng tại mảnh đất này, cho tôi đưa xin được dâng nén tâm nhang bằng âm thanh lên hương hồn các chị, cầu chúc các chị ở cõi vĩnh hằng siêu thoát, phù hộ độ trì cho bà con Hà Tĩnh nói chung và cho đất nước này, nhân dân này và ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Xin được kính chào. Xin cảm ơn nhạc sĩ Bùi Hungry. Xin mời nhạc sĩ đứng lại ạ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, sẽ lên trao giải thưởng cho nhạc sĩ Bùi Hungry, đã rất xứng đáng đạt được giải nhì với ca khúc này. Và cũng xin được trân trọng kính mời ông Lê Văn Chất, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sẽ lên trao bằng khen cho nhạc sĩ Bùi Hungry.
Lão Hoàng Quân. Thưa quý vị, chiến tranh chỉ luôn mang tới đau thương và mất mát, đặc biệt là đối với những bà mẹ. Còn gì đau đớn hơn cảnh lá vàng khóc lá xanh rơi? Thế nhưng khi hiến dâng con mình cho Tổ quốc, có bà mẹ nào tính toán thiệt hơn gì cho mình? Ngược lại, những đứa con do mình dứt ruột sinh ra cũng đau đáu một nỗi niềm mong mỏi sao cho mẹ yêu của mình đỡ vất vả và được hạnh phúc bên con cháu. Thưa quý vị, vào ngày trước khi 10 bông hoa đồng lộc mãi mãi ra đi, O Tần, tiểu đội trưởng thanh niên xung phong, như một linh cảm tự nhiên nhớ mẹ rất nhiều, nên đã viết thư cho mẹ với tất cả sự nhớ thương của đứa con hiếu nghĩa. Nhưng lá thư vẫn còn dang dở thì... Tháng 7 năm 1968, mẹ kính yêu của con, ngày mai chị Thủy về nhận thực phẩm sẽ ghé về nhà ta. Con viết mấy dòng chữ gửi về thăm mẹ. Mẹ ơi, chiều nay chúng con lại thắng thằng Mỹ một keo nữa. Con kể để mẹ mừng nhé. Thưa quý vị, đây là những dòng chữ đầu tiên trong lá thư mà chị Võ Thị Tần, tiểu đội trưởng 10 nữ thanh niên xung phong đã gửi về cho mẹ trước lúc hy sinh 5 ngày. Và quý vị có biết không, thật là một sự ngẫu nhiên đầy bất ngờ khi chúng tôi chọn ngày hôm nay thực hiện chương trình cũng chính là ngày mà cách đây 40 năm chị Tần đã viết thư gửi cho mẹ, nhưng chưa kịp gửi đến tay người mẹ thì chị đã hy sinh. Và điều này đã làm cho chúng tôi thật là bồi hồi xúc động và đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi để thực hiện tốt chương trình này.
Ba Đồng Lộc, người cô gái tình yêu của mẹ đã ra đi. À ơi, à ơi, tưởng niệm ai kế tràng hoa trắng tỏa ngát hương thơm thơm ngã xuân thì. Trở về với cát bụi quê hương, vẫn còn đó những tâm hồn trinh trắng giữa lòng người nghĩa tân tri ân. Hồn thức mười đôi tay vá đất trời.
cho mười nén nhang. Gắng ô về với mẹ, hay hóa thân vào trường sơn, lượm gương ô để quên lại tóc mười mà lắm đã Thưa quý vị, vừa rồi là hai nhạc phẩm Tình yêu của mẹ, sáng tác của Phan Quỳnh Điểu, thơ Hồng Ánh, qua giọng hát của ca sĩ Thanh Thúy, và Khúc ru mười đóa trinh nữ của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, phổ thơ Hồ Thi Ca, qua giọng ca Như Ý. Ca khúc Tình yêu của mẹ đã đoạt giải nhất cuộc vận động sáng tác, còn ca khúc Khúc ru mười đóa trinh nữ là sáng tác hưởng ứng cuộc vận động sáng tác. Thưa quý vị, ca khúc Tình yêu của mẹ, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã xứng đáng đạt được giải nhất trong cuộc thi vận động sáng tác này. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Xin trân trọng kính mời ông lên sân khấu để nhận giải thưởng. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Danh Thái, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sẽ lên trao giải nhất cho tác giả. Và xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, sẽ lên trao bằng khen cho nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Thưa quý vị, khi mà phát động ra cuộc thi vận động sáng tác các ca khúc này thì ban tổ chức đã dành một chuyến đi cho các nhạc sĩ của chúng ta về thăm Đồng Lộc, và từ đó các nhạc sĩ đã có cảm hứng để sáng tác nên những ca khúc để tham gia cuộc thi. Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu với bài thơ Tình yêu của mẹ của nhà thơ Hồng Ánh đã vượt qua được rất nhiều các ca khúc khác và giành được hạng nhất. Xin được chúc mừng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và xin được cảm ơn ông Nguyễn Danh Thái, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Bình. Mười bông hoa trinh liệt. Bài thơ này đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý viết thành một bài trường ca vào năm 2006, và sau đó giáo sư tiến sĩ Trần Anh biên soạn thành một tác phẩm giao hưởng hợp xướng với nhan đề Dần Trăng Đồng Lộc, đã được dàn nhạc giao hưởng và vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh trình diễn trong chương trình kỷ niệm ngã ba Đồng Lộc do báo Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 25 tháng 5 vừa qua. Và thưa quý vị, sau đây xin được giới thiệu với quý vị ca khúc Mười bông hoa trinh liệt, thơ Bùi Mạnh Hảo, sẽ do nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp phổ nhạc qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Dung với phần hòa âm của nhạc sĩ Quốc Dũng, và ca khúc này đã đạt được giải khuyến khích. Và đến với ca khúc này, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị cách dàn dựng mới lạ hết sức đặc biệt lần đầu tiên xuất hiện với sự phối hợp giữa điện ảnh và âm nhạc. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
chị nằm lại đây, phong sương cùng cây cỏ dưới từng nấm mồ nhỏ e ấp một tâm linh. Các chị nằm lại đây, hoa chạc chiều liêu xiêu, hàng thông xanh lung liêng, mây sao ửng đỏ khuôn trời. Các chị nằm lại đây, thắt mở sơn hà, ngã ba đồng lộc, dòng cuốn reo, cuốn cuốn hương trầu máu đào, anh dạng nước sông La ngàn sâu. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm 40 năm ngã ba Đồng Lộc bằng một chương trình truyền hình trực tiếp đến khán giả thành phố Hồ Chí Minh và khán giả cả nước. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh muốn ngỏ lời khen ngợi những đơn vị đã có những đóng góp to lớn cho sự thành công của chương trình. Sau đây chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh lên trao bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Hội âm nhạc Việt Nam, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Bình và đồng thời chúng tôi cũng xin kính mời nhà văn Trần Tử Văn, Phó Tổng biên tập báo Công an thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho báo Công an thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Thành, trưởng phòng lưu động Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đại diện đài, giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Minh đại diện Hội âm nhạc Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh, đạo diễn chương trình Hà Thanh Hoàng cùng lên sân khấu để nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Và tiếp theo, để tỏ lòng cảm ơn những bộ phận trực tiếp thực hiện chương trình, Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng trao tặng những món quà lưu niệm cho các thành viên của Hội đồng Giám khảo. Giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Minh là thành viên Hội đồng Giám khảo. Ông Nguyễn Xuân Lam, Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn Hà Thanh Hoàng. Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hồng Bàng. Chúng tôi xin kính mời nhà văn, nhà báo Trần Tử Văn, Phó Tổng biên tập Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh lên trao quà lưu niệm. Và chúng tôi cũng xin kính mời giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Minh, ông Nguyễn Xuân Lam, đạo diễn Hà Thanh Hoàng, bà Nguyễn Thị Hồng Ánh và tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng lên sân khấu để nhận quà lưu niệm của Báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay, ngay tại ngã ba Đồng Lộc này, khi chúng tôi viếng mộ của các cô thanh niên xung phong đã hy sinh, một chi tiết khiến chúng tôi hết sức xúc động. Có một bài thơ của một vị đại tá về hưu ghi trước mộ các cô, thay lời các cô nhắn nhủ với những thanh niên thế hệ sau đến viếng các cô rằng: các em đừng khóc nữa, mà hãy thắp một nén hương để làn khói hương tỏa ra muôn phía cho tất cả những ai đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam. Các em hãy vì cuộc chiến đấu trong thời bình cho sự giàu mạnh của quê hương mình, hãy phủ xanh những đồi trọc đã bị bom đạn tàn phá trong chiến tranh. Hà Tĩnh nay đã tươi tắn trở lại với màu xanh bát ngát, với những cảnh sắc nên thơ đang mời gọi chúng ta. Hãy trải lòng mình cùng với Quỳnh Giang qua những hình ảnh sau đây. Dặm vút cao bông thấy lao sao hàng cây rì rào tiếng cười con gái mình cho xe nối chuyến bao đàn mưa bơm lòng không nào nung cả quê hương nước mẹ yêu thương đất mẹ ngoan cường bên em sang đường mở lối vượt lên cho ngã ba này trở thành tên em đồng lòng yêu thương đồng lòng chiến thắng ai đến sông La nhớ về Đồng Lộc nơi có loài hoa vấp tự ngã hương trinh nữ xinh tươi từ trong lửa đàn tâm hồn cô gái rừng nước măng mai đẹp tên em tình yêu tha thiết vì quê hương hiện tuổi thanh xuân là
sông, nơi có loài hoa bước từ ngã hương, trên nữ sinh tươi từ trong lửa đàn tâm hồn cô gái. Và kính thưa quý vị, ca khúc Đồng Lộc Mãi Tên Em của Dương Toàn Thiên với tiếng hát Quỳnh Giang mà quý vị vừa nghe như là một tiếng reo vui mừng đất nước hòa bình, mà cũng như một lời ghi tâm khắc cốt về hình ảnh những chiến sĩ Đồng Lộc nói chung và 10 cô gái thanh niên xung phong nói riêng đã hy sinh vì Tổ quốc để chúng ta có được ngày hôm nay. Do đó, nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu vừa mới đây đã gửi trao tặng lại cho khu di tích ngã ba Đồng Lộc là để thắp hương cho các cô giải nhất mà ông vừa được lãnh. Chúng tôi xin đại diện của khu di tích ngã ba Đồng Lộc lên để nhận phần quà mà nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu muốn trao tặng lại. Vâng, thưa quý vị, chúng ta rất là xúc động trước tình cảm của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu đã dành tặng món quà, đó là giải thưởng của mình cho di tích ngã ba Đồng Lộc này. Nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu muốn nói rằng là với phần thưởng này để dành để thắp hương để tưởng nhớ cho 10 cô gái đã hy sinh. Và ông có cảm tưởng gì? Vâng, xin thưa kính thưa nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu, vừa tất cả quý vị với tấm lòng và tình cảm của tác giả Phan Quỳnh Điểu, thế hệ chúng tôi là những người ít sau này kế tục truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, chúng tôi luôn luôn ghi lòng tạc dạ, và qua cái tình cảm của nhạc sĩ hôm nay là những cái động lực thúc đẩy để làm cho chúng tôi ý thức hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trước vận hồi của quê hương đất nước và trước nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao cho chúng tôi tại khu thị ngã ba Đồng Lộc. Những cái động lực thúc đẩy để làm cho chúng tôi ý thức hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trước vận hồi của quê hương đất nước và trước nhiệm vụ mà Đảng nhân dân giao cho chúng tôi tại khu tích ngã ba Đồng Lộc. Chúng tôi sẽ cố gắng thật nhiều để làm thế nào khu tích ngã ba Đồng Lộc mãi mãi xứng đáng với tầm vóc khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, như vậy là chương trình của chúng ta Ngã ba Đồng Lộc 40 năm xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân ở đây cũng như khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ truyền hình đã đến tham dự chương trình. Và ngày hôm nay khi được đứng tại nơi đây để làm chương trình, chúng tôi cũng có một cảm xúc thật là thiêng liêng và cũng tự hứa rằng sẽ sống thật là xứng đáng với những gì mà các thế hệ cha anh đi trước. Xin cảm ơn và xin chúc một đêm yên bình. Và chúng tôi một lần nữa cũng mong rằng tất cả quý vị hãy cùng chung tay góp sức để xây dựng cho ngã ba Đồng Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp hơn để sánh vai với những tỉnh thành khác trong cả nước. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và xin chào tạm biệt. Xin được hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau. Tất cả những ekip thực hiện chương trình, đạo diễn, ban tổ chức chương trình và các vị đại biểu, chúng ta cùng lên sân khấu để chụp một tấm hình lưu niệm.